Chào các bạn, hôm nay Kim Oanh sẽ dẫn các bạn đến một trong những vườn hoa bluebonnet lớn của tiểu bang Texas. Bây giờ các bạn theo mình thôi. Hoa bluebonnet đẹp không nè? Nếu các bạn nào chưa có dịp được thấy hoa bluebonnet một cái cánh đồng đẹp như vậy thì nên đến thăm viếng một lần cho biết, rồi các bạn sẽ thích. Đây là lần thứ tư mình đã đến cánh đồng hoa bluebonnet này. I really like it and I love it, and mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn cùng được hưởng cái niềm vui mà Chúa đã tạo dựng nên một cánh đồng hoa bluebonnet rất là đẹp. Các bạn có biết không, bluebonnet được quốc hội của tiểu bang Texas chọn làm hoa biểu tượng cho tiểu bang Texas. Bluebonnet đẹp quá phải không các bạn? Mình rất là thích. Mình đi đến đây là lần thứ tư. Vì mình đi về xong rồi mình lại cứ nhớ, mình nói cho ai xong mà nó đẹp quá, mình cứ muốn trở lại đây để mình làm một cái video chia sẻ với các bạn. Và mình cũng mong các bạn cũng tìm đến những cái cánh đồng ở trong tiểu bang Texas để mà thưởng thức bluebonnet. Hoa bluebonnet mọc trong cái khoảng thời gian là cuối tháng 3 và cho đến tháng 4 và giữa tháng 4. Đến thời điểm này là giữa tháng 4 rồi mà Kim Oanh thấy nó vẫn còn nở rộ rất là đẹp ở một cái cánh đồng này. Nhưng mà những cái cánh đồng trước Kim Oanh đi thì nó bắt đầu tàn rồi. Mà nếu như cái video này mà Kim Oanh làm up lên rồi á, Kim Oanh không có biết là quý vị có kịp tới để mà thưởng thức hay không. Thì thôi mình cố gắng. Nhưng mà nếu không được thì mình sẽ đợi qua năm tới vào cái dịp spring, vào cái dịp mà cuối tháng 3 và đầu tháng 4 và cho đến giữa tháng 4 là cũng cỡ như là một cái dịp Easter vậy đó. Khoảng cái thải thời gian là giữa Easter. Và Kim Oanh hy vọng quý vị sẽ hưởng thụ và yêu thích hoa bluebonnet giống như Kim Oanh vậy. It's so beautiful. Look at this. So beautiful. Thank you God. Thank you, thank you, thank you. Cánh đồng bluebonnet lâu lâu lại thấy chen vô một cái hoa màu đỏ rất là đẹp. Có lúc Kim Oanh thấy xuất hiện một cái màu đỏ khác đậm hơn màu đỏ này, màu đỏ burgundy. Ở đây thì mình không thấy, nhưng ở đây mình thấy màu đỏ này. Đẹp không? Kim Oanh nghĩ đây cũng là một cái địa điểm rất là đẹp để mà mình chụp hình, để mình gửi cho các bạn coi, cũng như các bạn nào mà chơi Facebook nhiều thì chắc cũng rất là thích có hình nhiều để mình post lên, để mà mình chia sẻ với những người xa, đúng không? Bạn bè ở xa hoặc là gia đình. Rất là nhiều người đến đây chụp hình để có hình kỷ niệm. Nhưng
mà mình chưa có thấy cặp đôi nào cô dâu chú rể tới đây chụp hình, và mình nghĩ cái đó là một cái ý tưởng rất là hay và rất là đẹp, rất là lãng mạn. Ví dụ như nếu như mà ai mà làm đám cưới vào dịp sau sau phục sinh, là vào dịp tháng 5 hay là tháng 6, thì mình phải chụp trước là một tháng hoặc một tháng hơn, thì hãy chọn cánh đồng hoa bluebonnet để chụp. Kim Anh nghĩ sẽ rất là đẹp và rất là lạ và rất là độc. Hy vọng sẽ thấy một cặp đám cưới nào đó chụp hình hoa bluebonnet. Thank you.
ngồi giữa cánh đồng Blue Bonnet, một cái cảm giác thật là thoải mái. Với lại hiện bây giờ đó là cái khí hậu nó rất là đẹp, mùa spring mà, vừa sau Tết xong là liên tục cho đến giây phút này là cái khí hậu nó rất là đẹp. Khí hậu 70 độ hoặc là 65-70, rất là đẹp. Mình chụp hình rồi mình ngồi ở đây nè, mình chụp hình. Mà lâu lâu có một cái cơn gió thoảng qua rất là mát và dễ chịu, cộng thêm cái mùi hoa nữa làm cho mình rất là thích. Và mình muốn các bạn cũng cảm nghiệm được cái cảm giác đó để cho mình cảm thấy cuộc đời nó rất là thú vị các bạn ạ. Happy to see Taylor. He's an owner of the field. So now he will tell you something about Blue Bonnet. These are the flower of Texas, and the bird of Texas is the mockingbird. And as you see behind me, there is a tank where we fish and catch fish to eat, as a lot of cultures do. And if the next spot that I will take you to is another tank. And you will see that there's many blue bonnets. As we shred these fields, we cut the grass and it spreads the seed. And it is just like this right here. As you see, flowers everywhere. Every year. Every year around this time for another 2 months. And then there'll be red ones. You see the pretty red ones? Uh-huh. Those are called Indian paintbrush. Okay, okay. I know. Yeah. Okay. I know that. Yeah. Okay. They have a burgundy too, right? Yeah, kind of. Y'all want to go to the other? I like y'all. Y'all are cool. Thank you. You're very nice. Okay, you see, very kind. These right here, these are Indian paintbrush. Take it easy. Indian. Okay. That's Indian paintbrush. And that's a little more. The blue bonnets take over them, usually. I love it. Y'all want to catch some fish? Y'all want to see some fish? Yeah. Okay, let's go. Let's go. I was supposed to be mean to y'all, but I can't be mean. Can we be your friend? Yeah, go on. Y'all are good. You try not to step on them. I know. Hey, you know that in Texas, it's almost illegal to mow over these? Uh-huh. Like to mow the grass or to shoot a mockingbird? Uh-huh. It's almost illegal. Like you almost can go to jail. You can get cited a ticket. Like a speeding ticket? Uh-huh. Same thing. Uh-huh. Yeah. Wow. Crazy, isn't it? But if you met me, do I get the ticket? No, I don't care about the ticket. Okay, good. I don't care about the stupid flowers. They come back all the time. I take some and lay. No, you can take them. Oh, take good. I want to make the flower arrangement. Yeah, take all you want. Oh, really? Yes, wow, ma'am. That's good. Thank you. Wow, yes, you're the best. From my brother from River Oaks on Zach. I own this and my sister owns that. 180 acres. Wow. Yeah. And it's expensive. My brother owns that part where the oil and gas, they drill the rig, and when it's done, when it's capped, they make those three tanks. You see the three tanks, the white tank? Mm-hmm. That holds the oil. And then that is burning off the natural gas. Oh, wow. You know, like the natural gas that burns your heater or your stove? Same thing. Yeah, it's country around here. And so, this is very, very peaceful, very pretty. Mm-hmm. And y'all are welcome anytime. Yeah. And this is me, Tyler. Yeah, telling I know you. Your name. Are y'all sure you want to fish? Because I'm going to go get worms and fishing poles. Okay. All you do is throw a pole in 10 minutes, catch a big, really? Big fish. Wow, that's y'all good. Cool with that? Great. Y'all can come with me if you want. Yeah, can we park here? Yeah, this is my place. Okay, I feel so, you know, special. Đúng là cấp quốc tế. Khi không á hả, có một người bạn thật là
Tuyệt vời, dễ thương, Taylor. Hả? He's so nice. Ok. Taylor dẫn tụi mình tới cái the White Bar at the Grand Theater. Grand Theater Hotel. Grand Theater Hotel. Hey, y'all are open, huh? Cool? Yeah. You're gonna be on TV right now. Is that okay? Oh my goodness. Fix your hair real quick. I You look good. You look so pretty. No. You do. You look so pretty. I promise. Okay, come on. Okay. Where's this? Yeah. This is Grand Fan Hotel. This is the beautiful girl that works here. Thank you. Hi. We'll go right over here. Here. Is that nicer? Yeah. Y'all come sit down. See what you like. Everything is on me. Okay. Yeah, you want some lunch? What do you want? That's what I was gonna go buy me some. Hey, what do you want? Tell me what you want. Yeah, you want, what's your name? What'd you call Esther. Name? Esther? Okay. Just Esther. All right. No, bye, guys. Thank you. No, I'll get it. I'll go get it for you. Is that okay if I get it for you? You are beautiful. Are you from here? Yes. Okay. I'm from here too. I live down 955. You know where the bulls are down there? No, I live in Holston. Oh, you live in Holston? My ex-wife is from Latonia. Hey, I'm going to let her take y'all on a view. And I'm going to go get her food. I will. If in the future I stop by, I will give you some wine, Taylor. Yeah. Anytime. Đây là Grand Theater Hotel. Taylor dẫn mình đến đây để giới thiệu một cái neighborhood xung quanh cái vùng đất Blue Venice. And Taylor muốn đãi mình uống rượu. Sướng không nào? Wow, I'm so happy. Mà he order loại mắc tiền nhất, xịn nhất để đãi mình. And I also work in the Red and White in the other hotel up the street. Oh, they have That's another one too? Too. Yes, we just got taken. Okay. Oh, they make a different color for each room. Each room, yes. And they're called different names. This is the Rosemary number 6. Oh. Hyatt Hotel. Wow. This is the Thompson Street. Well, you see that restroom? You should see this restroom. I like this one. Just because of the time. Oh, okay. It has a phone. Like, it's a phone. That's a thing. It's just me. Black and white, and with the red carpet. Yes, ma'am. This one, Church Street. This one's pink. Yeah, that's called Church Street. Mm-hmm. There's another patio outside. Do you want to come see it? They have a balcony. Yes.
đang ở ngay cái lobby của Grand Theft Hotel. Mình đến đây là thầy là dẫn mình tới đây. Bây giờ thì chạy qua cái nhà hàng kế bên để mua đồ ăn cho một cái nhân viên ở đây, và nhờ cái người nhân viên đó dẫn mình đi lòng vòng ở đây, là giới thiệu phòng ngủ, rồi vườn ở đằng sau, rồi tất cả mọi thứ ở đây. Mình hy vọng một ngày nào đó mình có cái vacation, mình có thể đến đây, mình book, mình ở overnight ở đây nè, rồi để mình hưởng thụ những cái vẻ đẹp của cái thành phố nhỏ nhỏ dễ thương này. Thank you. Và bây giờ thầy là trở lại rồi, bây giờ mình tiếp tục cuộc hành trình thôi. Let's go. Anytime. Bye. Bye. Have a good day. Thank you. That is, show this. Hold on. That is American margarita. You ever have margarita? Yes. Okay. Watch. See? In Texas? Watch. You like this. Cut it. It opens. That's a technique. Yeah, just like that. And then you pour it. And you wait a couple minutes. Tell me when. Okay, this is for y'all. You want me to taste it first? Make sure it's okay? No. Okay. Here we go. We're off. Very good. Is it nasty? No, I like it. See, I'll just drink from this one. I like to drink from the bottle. You? No? Okay, here we go. Tastes good. See, it's kind of nasty, unless you're Spanish around here. Okay, you see, look, right here, people have boats. There's a lake right down the road, big lake. Really? Like a 24-acre lake. And it's pretty big. My son is right down here at the school. I'm gonna take y'all to the car. Now I'm gonna go get the fishing poles and my son, and we're coming right back. Is that okay with y'all? And what kind of food do y'all want to eat tonight? What is your decision, ma'am? What do you want to eat? Before y'all leave, we gotta cook something for y'all. Because that's how we are in Texas. When you come here and you come to our place, we cook you something, and then traditional food, and then you go home. Wow. What would y'all like? Steak? Like beef from the cow? You ever had the beef? Yeah. Tell me, what do y'all want? Shrimp? We can, crawfish? We can eat the beef and we can eat shrimp too. Okay, everything? Yeah. Cool. Okay, then we're going to the restaurant. Y'all okay with that? Maybe we catch a few fish, I take y'all to eat, and then y'all can go back to Houston. You want to ride a horse too? Yes. Okay. Both of y'all ride a horse? Yes. Okay. Got it. You got it. It's a plan. Take all the pictures you want anywhere, and I'll be back in 10 minutes. Like okay. Maybe 5. Give me 5 minutes and we'll be right back, okay? Hôm nay lần đầu tiên mà mình rất là vui, giống như là một món quà mà Chúa gửi đến cho mình. Gặp Taylor, trời ơi, rất là dễ thương. Dễ thương mà mình không biết phải diễn tả làm sao. Vừa dễ thương, vừa nói chuyện hay, vừa dễ thương mà còn vừa đẹp trai nữa. Mà hả, Taylor hả muốn dẫn mình hả đi ăn đồ ăn ngon nhất ở đây, uống những cái quán bar mắc tiền nhất ở đây, rồi hả còn muốn cook steak cho mình ăn, và muốn mình
ở lại đây chơi bữa tối hôm nay rồi ngày mai hãy về. Nhưng mà mình lại có cái schedule công việc là mình không có thể ở đây đêm nay, nên là mình sẽ thay đổi chút xí là Taylor sẽ có thể cho mình ăn fast food rất là nhanh, rồi sau đó là Taylor sẽ đưa mình đi cưỡi ngựa mà mình rất là thích, ước mơ biết bao nhiêu lâu nay rồi mà chưa được, mà bây giờ dream come true. Thank you.